Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Người Giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng Tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời Gian Năm 2001 Tập 48 Xin chào Chư vị Đồng Tu Chào mọi người Xin mời mở kinh Thập thiện nghiệp đạo tra Trang thứ 15 Đếm ngược Hàng thứ tư Kinh văn Bi trang nghiêm cố Mẫn chư chúng sanh Thường bất yếm xã Đây là Hạnh Bồ Tát Thập thiện nghiệp đạo dùng Bi trang nghiêm cố Thực tiễn vào tâm bi Bi là bi mẫn Thương xót Tất cả chúng sanh Chúng sanh Ngu muội Vô tri không những là nhân gian chúng ta cho dù là trên trời cũng vẫn không thể tránh khỏi. Ở trong kinh Phật nói cho chúng ta biết trời cũng rất là phức tạp. Nhìn từ chiều thẳng đứng là có 28 tầng. 28 tầng trời Đây là khu vực giáo hóa của một vị Phật Nhìn từ chiều ngang Phạm vi Của mỗi một tầng Đều là vô cùng, vô cùng lớn Trong khái niệm Có con người hiện nay Đều gọi nó là Con số thiên văn Phạm vi Lớn hơn thật quá nhiều So với trái đất chúng ta Tại sao nói Thiên nhân không Cứu cánh Phật Pháp Nói đến chỗ cứu cánh Nó có hai tầng ý nghĩa Tầng thứ nhất Chỉ ít phải có thể thoát khỏi Sáu cõi luân hồi mới xem là cứu cánh. Nếu không thì sanh về trời tứ thiện, sanh về trời tứ không, Thọ mãn hết rồi vẫn cứ phải đọa lạc. Là không ra khỏi luân hồi, đây là không cứu cánh. Ý nghĩa của một tầng nữa cao hơn là phải thoát khỏi mười pháp giới mới được xem là cứu cánh chân thật. Nếu như không thể thoát khỏi mười pháp giới Chỉ ở trong pháp giới bốn thánh Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát Phật ở trong mười pháp giới Vẫn là không cứu cánh Không cứu cánh Là có khổ, có nạn Phật nói với chúng ta Phàm phu sáu cõi phải chịu cái khổ của hai loại sanh tử một loại là phần đoạn sanh tử một loại là biến dịch sanh tử chúng ta đây là một giai đoạn này rồi một giai đoạn khác đây là phần đoạn sanh tử chúng ta thường nói đời đời kiếp kiếp đây đều là thuộc về hiện tượng của phần đoạn sanh tử một loại khác gọi là biến dịch sanh tử. Biến dịch là biến hóa không có phần đoạn, không phải cái phần đoạn này. Thí dụ nói, chúng ta đi học ở trường. Năm này học tập vô cùng chăm chỉ nỗ lực, học tập rất vất vả. Đến sang năm lên lớp rồi, từ lớp 1 lên lớp 2, thí dụ năm lớp 1 chết rồi thì năm lớp 2 sanh ra, đây gọi là biến dịch. Thực ra đây hoàn toàn không phải từng đoạn từng đoạn một Là biến dịch Và mỗi lần dùng một phần công sức rất vất giả Mới đem cảnh giới của mình nâng cao lên một cấp Đây gọi là biến dịch Ở trong lục đạo Có hai loại Biến dịch với phần đoạn Hai loại sinh tử đều có Thế nhưng Pháp giới bốn thánh phần đoạn sanh tử không còn, chỉ còn biến dịch sanh tử. Biến dịch cũng rất khổ, tu hành cũng tương đối khổ. Hai loại sanh tử này đều không còn nữa, mới gọi là cứu cánh. Cho nên cứu cánh đích thực là nhất chân pháp giới. Chúng ta nhất định phải biết. Như vậy bạn mới có thể lý giải Phật nói mười pháp giới đều khổ. Không chỉ là nói sáu cõi. Mười pháp giới đều khổ. Nỗi khổ của sáu cõi ở trong Kinh Phật đã nói quá nhiều. Quá nhiều rồi. Nói dục giới khổ, sắc giới khổ, vô sắc giới khổ, dục giới khổ thường nói là tam khổ bác khổ thấy đều phải chịu chúng ta ở dục giới đời sống quả thật khổ vô cùng người cõi trời sắc giới khổ khổ không còn nữa cũng tức là bác khổ họ không còn thế nhưng họ có hoại khổ, họ có hành khổ. Chữ hoại này chính là mọi thứ không thể thường trụ, không thể trụ thế vĩnh cửu, nó sẽ biến hoại. Giống như chúng ta xây một ngôi nhà, ngôi nhà này bạn xây tốt đi nữa thì 200 năm 300 năm nó vẫn bị sụp đổ. Vẫn bị hư hoại, đến khi hư hoại thi khổ liền hiện tiền loại này là thuộc về hoại khổ chúng ta thử nghĩ có vật chất gì mà không bị thay đổi thân thân người mỗi năm một già yếu già yếu là hoại khổ chúng ta phải biết rằng tất cả mọi hiện tượng vật chất đều không thể bảo tồn trường cũ kể cả cơ thể của mình Nhất định phải biết Hành khổ Là từng sát na Biến đổi không ngừng Lấy con người chúng ta để nói Bạn không có cách gì Giữ được tuổi thanh xuân vĩnh viễn Con người không phải già theo Mười năm một Không phải già theo từng năm một mà lão hóa theo từng sát na Sự biến đổi theo sát na Gọi là hành khổ Người trời sát giới Tuy không có khổ khổ Xin lão bệnh tử Cầu không được ái biệt ly Những thứ này người trời sát giới không có Nhưng mà họ có hoại khổ Họ có hành khổ Đến người trời vô sắc giới Vô sắc giới ngay cả thân thể cũng không cần nữa Cái này là phạm phu cao cấp Ở trong tam giới Chúng ta đọc lão tử Lão tử ông rất cảm thán Ông nói Ta sở dĩ có đại hoạn Vì ta có thân Ta có khổ nạn lớn nhất Là ta có thân thể Người trời sắc giới Thân thể không cần nữa Người bình thường chúng ta gọi là Linh giới Vô sắc giới mới là linh giới chân thật Họ không có thân thể Không có thân thể là không có hoại khổ Cho nên Họ cũng không cần cung điển Cũng không cần hoàn cảnh cư trú Linh giới Nhưng mà họ có hành khổ Hành khổ chính là Cái cảnh giới này của họ Không thể giữ nguyên vĩnh viễn Thời gian dài nhất Phật nói là tám dạng đại kiếp Đây là mức độ tối đa Thời gian dài nhất của họ chỉ có thể duy trì Lâu như vậy Tám dạng đại kiếp hết rồi Vẫn phải đọa lạc Vẫn phải chịu luân hồi sanh tử Thế Tôn ở trong Kinh Pháp Hoa nói Tam giới thảy đều khổ Thí dụ nói Nhà lửa tam giới tam giới bất an phật nói những lời này đều là cảnh tỉnh chúng ta để chúng ta ở trong đây mà giác ngộ người nhất định phải lập chí vượt thoát tam giới vượt thoát tam giới mới chân thật gọi là lìa khổ được vui thoát khỏi tam giới được vui là vui nhỏ ở trong phật pháp gọi là tiểu quả nhị thừa là thuộc về vui nhỏ không phải thật vui vui chân thật là phải thoát khỏi pháp giới bốn thánh chúng ta ở chỗ này nói bồ tát đều là nói pháp thân đại sĩ pháp thân đại sĩ nhìn thấy tình trạng của chúng sanh trong sáu cõi mười pháp giới đều cảm thán sâu sắc những người này thật đáng thương nhất định phải giúp đỡ họ từ bi hỷ xã bốn pháp này là thiên nhân tu nếu như đầy đủ thập thiện thập thiện thực tiễn vào từ bi hỷ xã bạn cho dù không học phật không biết có thế giới tây phương cực lạc quả báo tương lai của bạn là ở cõi trời Ở mức thấp nhất cũng là Ở trời dục giới Dục giới có sáu tầng trời Tầng trên Thù thắng hơn tầng dưới Tầng trên Phước báo lớn hơn tầng dưới Nếu như có thể Lìa tướng Tu phước Lìa tướng Tâm liền thanh tịnh chúng ta thông thường nói là đắc định rồi tùy theo định công của bạn sâu hay là cạn bạn đi lên đến sắc giới vô sắc giới phật đối với chúng ta những phạm phu này dùng phương pháp gì giúp chúng ta vậy có phải trước tiên giúp chúng ta sanh thiên rồi sau đó mới từ từ giúp chúng ta thăng hoa lên thêm phải không không phải vậy nếu như phật dùng loại phương pháp này thế là có lỗi với chúng sanh rồi phương pháp phật dùng là phương pháp gì tùy cơ nhiếp giáo nhất định xem căn cơ của chúng sanh người căn cơ lợi Vậy bạn ở trong một đời liền thành vô thượng đạo Phật mới không cô phụ chúng ta Người căn cơ độn Cũng tức là vọng tưởng phân biệt chấp trước rất nặng Là dần dần giúp bạn nâng cao lên thêm Nhất định phòng ngừa bạn đoạ lạc. Cái phương pháp này chính là bộ kinh điển này. Bộ kinh điển này phân lượng không lớn, nhưng mà nó là pháp căn bản tu hành của nhà Phật. Cuối cùng công đức lợi ích thù thắng chính là mẫn chư chúng sanh thường bất yếm xả đi mẫn tất cả chúng sanh không biết mệt mỏi cũng không từ bỏ từ chỗ này chúng ta liền có thể thể hội được nhà phật thường nói ở trong cửa phật không bỏ một ai lời nói này là hoàn toàn chính xác không bỏ một ai nhưng mà chúng ta phải nhớ kỹ ở trong phật pháp lại nói phật không độ người không có duyên phật quả thật không bỏ một ai tại sao lại nói không độ người không có duyên không có duyên là ý gì không có duyên là chúng sanh không tiếp nhận phật không có cách gì đối với họ không độ ở đây là tạm thời không độ nhìn thấy họ đến khi nào chịu tiếp nhận phật liền đến ngay cảm ứng đạo giao cảm ứng hiện tiền quyết không sai giờ bạn đến khi nào muốn phật giúp đỡ bạn phật liền đến ngay phật giúp đỡ bạn bạn không chịu tiếp nhận bạn cự tuyệt bạn bài xích phật liền đi ngay phật đến là từ bi phật đi cũng là từ bi tại sao nói ngài không đến cũng là từ bi vậy bởi vì duyên chưa chín mùi đến rồi bạn không những không tiếp nhận bạn còn muốn phỉ bán còn muốn làm nhục phỉ bán thánh hiền tội lỗi rất nặng cho nên ngài không đến là để bạn tránh phỉ bán phỉ nhục không để bạn tạo tội nghiệp đây là từ bi Chúng ta nhất định phải hiểu được Chúng ta ngày nay Trong mong Phật đến giúp đỡ chúng ta Tại sao Phật không đến Nói lời thành thật Cái tâm trong mong này của chúng ta Không phải tâm chân thành Bản thân chúng ta không biết Nhưng Phật biết Bạn trong mong quả thật Phật có đến Đến rồi bạn cũng không tin Đến rồi bạn cũng không thèm để ý đến bạn nhất định sẽ khởi loại phiền não này cho nên phật có trí tuệ chân thật khi nào nên đến khi nào không nên đến tuy không đến phật hằng ngày vẫn đang quan sát hành vi của chúng ta ngài hoàn toàn biết rõ như trong lòng bàn tay nhìn thấy chúng ta tạo tội nghiệp nhìn thấy chúng ta đọa lạc tam đồ nhìn thấy chúng ta thọ khổ báo lúc này tại sao không đến cứu chúng ta vậy cứu không nổi không phải không cứu mà là vô phương cứu cho nên đợi đến tam đồ ác báo thọ hết rồi đau khổ thọ hết rồi vậy trong tâm mới nghĩ đến việc hướng thiện lúc này phật mới hiện tiền cho nên nhất định phải biết chư phật như lai pháp thân đại sĩ tuyệt đối không hề xa lìa chúng ta thực tế mà nói là ở xung quanh chúng ta ở mọi lúc ở mọi nơi không đâu không có chỉ là họ ẩn chứ không hiện chúng ta không nhìn thấy họ không nghe thấy họ lục căng không tiếp xúc được thế nhưng họ quả thật ở cận kề chúng ta ở xung quanh chúng ta họ hiểu về chúng ta quá rõ ràng bản thân chúng ta không có cách gì hiểu rõ về chính mình họ hiểu rõ thế tôn ở chỗ này vậy chúng ta phải học bồ tát phải học bồ tát chính là phải nghiêm túc nỗ lực tu thập thiện nghiệp đem thập thiện nghiệp thực tiễn vào đại từ trang nghiêm thực tiễn vào đại bi trang nghiêm hiện nay cái thế gian này chúng ta lại bắt đầu giác ngộ tuy chưa có đại giác giác ngộ rất nhỏ so với người chưa giác ngộ là thù thắng nhiều rồi chúng ta có nghĩa vụ có trách nhiệm giúp đỡ chúng sanh chưa giác ngộ giúp họ giác ngộ nhất định phải có năng lực biện biệt thiện ác nhất định phải tin tưởng gieo nhân thiện được quả thiện tạo nghiệp ác nhất định gặt ác báo phải tin sâu không nghi như vậy một cách tự nhiên sẽ có thể đoạn ác tu thiện chúng ta muốn giúp đỡ người bắt đầu giúp từ đâu vậy thử xem cách làm của phật bồ tát chúng ta sẽ có được sự gợi ý phật bồ tát giúp đỡ chúng sanh là giáo hóa tại sao chúng sanh tạo ác vậy mê hoặc từ đó cho thấy giáo dục là cách thức quan trọng nhất giúp đỡ chúng sanh, tiêu tai miễn nạn, liệt khổ được vui, thích ca mâu ni Phật cả đời dạy học. Chúng ta học Phật đã nhiều năm như vậy, cũng luôn luôn đang làm công tác dạy học. duyên hiện nay với trước đây không giống nhau trước đây người ủng hộ chúng ta ít không nhiều sự cúng dường của đồng tu đối với chúng ta cũng rất ít Hiện nay Tình hình này Chuyển biến tốt rồi Người cùng học chung với chúng ta Cũng nhiều rồi Cúng dường cũng nhiều rồi Số cúng dường này nhiều rồi Chúng ta đem ra dùng để làm gì Tuyệt đối không phải xây đạo tràng Thích Ca Mâu Ni Phật Không có xây đạo tràng vì vậy, có sự cúng dường nhiều như vậy, chúng ta cần phải đi làm giáo dục. Chúng ta đi xây trường học, giúp đỡ nhà trường. Như chúng tôi năm xưa, chúng tôi gần như cũng đã làm 10 năm rồi. Chúng tôi lập quỹ học bổng trong nhà trường. Ở Trung Quốc đại lục, Chúng tôi đã làm gần khoảng hơn 100 trường học Ở trong đây lập quỹ học bổng Hiện nay cúng dường càng nhiều hơn Chúng ta không chỉ lập quỹ học bổng Chúng ta có thể xây trường học Giúp đỡ dân chúng địa phương Khu vực Xa xôi hiểu lánh Lần này cư xử lý mộc nguyên đến trung quốc nội lục đã đi một số nơi nhìn thấy những nơi này vẫn còn nghèo khổ lạc hậu như xưa chúng ta làm thế nào để giúp đỡ họ nhất định phải xây trường học để các em nhỏ ở những nơi này đều có thể tiếp nhận giáo dục chỉ có tiếp nhận giáo dục thì đời sống của họ mới được cải thiện Đây là biện pháp căn bản Chúng ta làm tiểu học trước Tiếp theo đó làm trung học sau Sau đó mới làm đại học Tháng năm tôi đến Trung Quốc Là tôi nhận lời họ xây 100 phòng học Hiện nay Cư sĩ Lý trở về Sau khi đã xem rồi Tôi bèn nói với ông Tôi nói trường học chúng ta Tận sức lực một đời này Toàn tâm toàn lực mà làm Làm nhiều việc thiện hơn Quyết không giới hạn ở 100 phòng Chúng ta hy vọng có thể xây 1.000 phòng 10.000 phòng 100.000 phòng một triệu phòng Chúng ta toàn tâm toàn lực xây trường học Đây là thuộc về Mẫn chư chúng sanh Thường bất yếm xả Nơi càng khổ nạn Thì phải càng đi Tối hôm qua Tôi mời cư sĩ Lý Soạn một bài chuẩn bị Hy vọng Ông đối với đại chúng Đem những cảm tưởng Thấy nghe Của lần đến viếng thăm Trung Quốc này báo cáo cho đại chúng biết chúng ta đem nó là một đĩa phim tài liệu đem lưu hành để mọi người hiểu được tình cảnh của những đời sống gian khổ của nội lục kêu gọi đồng tu chúng ta chúng ta phải cố gắng nỗ lực đi giúp đỡ họ cải thiện Cải thiện xuất phát từ trong giáo dục Đây là chắc chắn chính xác Cái tiền này dùng chắc chắn là công đức Chắc chắn không tạo tội nghiệp Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người Xin mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra Trang thứ 15 Đếm ngược Đến hàng thứ ba Hỷ trang nghiêm cố Kiến tu thiện giả Tâm vô hiểm tật Đoạn này là nói Thập thiện nghiệp đạo thực tiễn vào trong tâm hỷ của tứ vô lượng tâm họ được lợi ích thù thắng là nhìn thấy người tu thiện ở trong tâm không sinh ra đố kỵ Không những không có tâm tật đố Giả lại còn có thể Xanh tâm tùy hỷ Đây là tùy hỷ công đức Ở trong mười nguyện phổ hiền Điều này vô cùng quan trọng Ngạo mạn tật đố là phiền não vô cùng nghiêm trọng thế tôn đem nó xếp vào phía sau của tham sân si tật đố là hiện tượng được sanh ra từ trong sân hận ngạo mạn cái phiền não này chướng ngại vô cùng nghiêm trọng đối với chúng ta tu hành không những là pháp xuất thế bạn không thể thành tựu mà ngay cả pháp thế gian cũng luôn luôn bị cái này phá hoại sạch pháp thế xuất thế nếu muốn thành tựu thì điều này là quan trọng hơn cả giữa người với người có thể đối xử bình đẳng chung sống hòa mục đây là đạo lý lớn đây là chân lý cần phải làm như vậy nếu như không thể làm như vậy tức là sai lầm chính là nghiệp chướng nhà phật gọi là tạo nghiệp tại sao nhất định phải đối xử bình đẳng chung sống hòa mục vậy trong kinh đại thừa nói với chúng ta hư không pháp giới tất cả chúng sanh đều là duy tâm sở hiện duy thức sở biến chúng ta nói nó là thể cộng đồng là đã cách một lớp rồi nhưng mà cách nói này người sơ học vẫn có thể thể hội nói lời thật họ sẽ không thể hội được lời thật là gì vậy là một thể không phải nói thể cộng đồng nó chính là một thể thế nhưng chúng ta đã mê mất tự tánh đã mê mất một thể Mê ngộ là ở chỗ này Chánh tà cũng tại chỗ này Trong kinh thường nói Điên đảo rối loạn Bạn điên đảo ở chỗ nào vậy? Là ngay tại chỗ này Bạn có thể nhìn thấy cái sự thật này Nhìn thấy cái chân tướng này Đây gọi là kiến đạo dị kiến đạo Là Bồ Tát ở địa vị gì vậy? Là Bồ Tát viên giáo sơ trụ Bồ Tát sơ trụ kiến đạo Nhìn thấy chân tướng sự thật Họ thật sự hiểu rõ Thật sự sáng tỏ rồi Vì sao là tu đạo dị Chúng ta ngày nay Sở dĩ tu như thế nào Cũng tu không giống Nguyên nhân gì vậy Chưa có thấy đạo Chưa có kiến đạo Khởi tu đương nhiên là tu mù luyện mò Ở trong Kinh Cô Trang Của Đạo Hồi Giáo nói Nó cũng nói vô cùng hay Nó nói chúng ta Nhân loại trên địa cầu này là cùng một tổ tiên nhân loại trên toàn thế giới đều là con cháu của adam và eva vốn dĩ là anh em chị em là người một nhà Đây là nói từ trên sự Phật Pháp là nói từ trên lý Nói viên mãn hơn cái này Anh em chị em tương tranh Anh em chị em tàn sát lẫn nhau Đây là sự việc bi thương biết bao ở trên cái thế giới này mỗi một khu vực những nhân loại này sinh sống đều là con cái do một tổ tiên sanh ra phân bố ra mỗi khu vực hình thành chi phái khác nhau dân tộc khác nhau kinh cô rang nhắc nhở chúng ta nhận thức mục đích của nó là hy vọng mọi người có thể thật sự đạt đến đối xử bình đẳng chung sống hòa mục tôn trọng lẫn nhau kính yêu lẫn nhau hỗ trợ hợp tác đây là mục đích của kinh cô rang cũng là hy vọng đạt đến chí thiện giáo nghĩa của họ phản đối chiến tranh khao khát tự do hòa bình kinh điển của nhà phật thì nói sâu sắc hơn đích thực có lý luận viên mãn có phương pháp tu học chu đáo tường tận từ lý đến sự đây mới là đại viên mãn chân thật ở trong kinh luận phật thường hay dạy người phải thường sanh tâm hoan hỷ thử hỏi tâm hoan hỷ này làm thế nào sanh ra được Chúng ta đều hy vọng Thật hoan hỷ Tại sao tâm hoan hỷ không sanh ra được vậy? Cái tâm hoan hỷ này Bị che đậy Bị chướng ngại rồi Trong Phật Pháp gọi là Sở tri chướng với phiền não chướng Hoan hỷ là tánh đức Ở trong luận ngữ Điển tịch của nhà Nho Câu nói đầu tiên là Học nhi thời tập chi Bất diệt duyệt hồ Chữ duyệt đó chính là chữ hỷ ở đây Tại sao vậy? Cái hỷ này không phải hoan hỷ Do thú vui bên ngoài kích thích Không phải vậy Không phải từ bên ngoài đến là từ trong nội tâm sẵn sanh ra. Cho nên gọi nó là duyệt. Duyệt là từ nội tâm sanh ra. Lạc là hoàn cảnh bên ngoài, kích thích. Chữ hỷ ở chỗ này là hỷ duyệt, không phải hỷ lạc. hỷ duyệt từ đâu mà có vậy học nghi thời tập chi cho nên ngay cả trong tam tự kinh cũng nói nhân bất học bất tri nghĩa nghĩa là gì vậy là đạo lý làm người đạo lý sống đạo lý đối nhân sự thế tiếp vật bạn không học bạn làm sao biết có thể thấy học quá quan trọng học ở đâu vậy nhất định là tiếp nhận giáo huấn thánh hiền bậc thánh hiền là người từng trải chân thật họ là người học tập có thành tựu viên mãn tiêu chuẩn ở trong phật pháp là minh tâm kiến tánh đây là đại thánh đại hiền chúng ta là phàm phu thường tình tư tưởng kiến giải hành vi đều có lỗi lầm không thể không có lỗi lầm không có lỗi lầm là thánh nhân chỉ cần là phàm phu thì đâu có lý nào mà không có lỗi lầm người thiện căng sâu dày chúng ta thông thường nói người thông minh người có trí tuệ thừa nhận mình lỗi lầm đây là người có thiện căn thừa nhận mình có lỗi lầm vậy mới chịu học tiến thêm một bước nữa là hiếu học thích học tập theo thánh hiền thích đi theo các bậc thánh hiền không xa rời giáo huấn thánh hiền đây là thiện căn sâu dày đây là người thông minh người có trí tuệ nghe đến giáo huấn thánh hiền liền muốn xa lìa họ sợ hãi mệt mỏi đây là hiện tượng của nghiệp chướng sâu nặng bản thân chúng ta trong quá trình học tập xung quanh có không ít bạn học. Chỉ cần mình lưu ý thật kỹ những hiện tượng này, chúng ta đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Phạm là người hiếu học, mặc dù tư chất chậm lục một chút, cũng có thành tựu phạm là người nghiệp chướng nặng không ưa thích học không muốn học nghe thấy giáo huấn thánh hiền liền chán ngán mệt mỏi những người này cả đời đọa lạc ở trong pháp thế xuất thế đều không có thành tựu những điển hình này chúng ta thấy quá nhiều rồi thấy chỗ hay của người khác là trong tâm đố kỵ cái phiền não này là cũng có từ lúc chào đời. Chúng ta quan sát tỉ mỉ. Trẻ con. Trẻ con hiện nay thông minh. Trong khoảng 6 tháng đến 1 tuổi trẻ con như vậy hai đứa trẻ tập trung lại một đứa thì trên tay đang cầm kẹo một đứa không có gì cả bạn thấy đứa bé đó liền tật đố sân hận đều biểu hiện ở trên nét mặt trên động tác của nó ai dạy nó không có ai dạy nó cả cho nên biết được đây là phiền não cũng có từ lúc chào đời nếu như không học không hiểu được cái đạo lý này tùy thuận tập khí dần dần hình thành cái phiền phức đó lớn rồi cổ đức thường nói tập từ nhỏ thành bản tánh tập quen thành tự nhiên trở thành tập khí là khó sửa đổi rồi loại tập khí này lại đi theo phước báo của họ nếu họ không có phước báo tuy tạo nghiệp vẫn không lớn nếu như họ có phước báo lớn thì chuyện phiền phức sẽ lớn rồi họ sẽ hại người họ sẽ làm tổn hại xã hội thậm chí là làm tổn hại cả quốc gia dân tộc cái tội nghiệp này kết quả chắc chắn đọa tam đồ địa ngục vì vậy người sao có thể không tiếp nhận giáo dục ở trong giáo dục thì giáo dục thánh hiền là quan trọng hơn cả dứt khoát không được lơ là trung quốc cổ đại đối với điều này là vô cùng coi trọng xem điều này là việc đại sự hàng đầu của đời người ngược lại vào thời đại này của chúng ta lơ là mất rồi tuy là coi trọng giáo dục coi trọng về mặt khoa học kỹ thuật coi trọng về mặt phát triển kinh tế công thương nghiệp lơ là giáo dục nhân văn rồi lơ là giáo dục luân lý đạo đức rồi cho nên ngày nay tuy là khoa học kỹ thuật phát triển công thương nghiệp phát triển tạo thành kết quả đây là chính bản thân chúng ta cảm nhận toàn thế giới nhân tâm sợ hãi bất an cái nguyên nhân này xuất cuộc ở đâu Sáng hôm nay tôi nhìn thấy có một bản photo copy đặt ở trên bàn của tôi. Virus Ebola. Đây có lẽ là đã bùng phát ở châu Phi rồi. Hiện nay nhà khoa học đành phải bó tay đối với loại virus này, cũng không biết nó từ đâu mà ra. Có khi biến mất cũng không biết nó biến đi đâu. Thực sự là đến không biết đi chẳng hay. Trong con mắt người học Phật chúng ta nhìn thấy đây là quả báo gì sao con người lại gặp phải khổ nạn lớn như vậy chúng ta nhìn thấy những hiện tượng này Càng khiến chúng ta Cảm thấy Tầm quan trọng của giáo dục Ngày nay Muốn cố giảm kiếp nạn Của thế gian Đây thuộc về một trong những kiếp nạn Ngoài giáo dục ra Không còn cách nào khác ở trong giáo dục điều quan trọng nhất là giáo dục nhân quả giáo dục luân lý giáo dục đạo đức luân lý đạo đức đều xây dựng trên cơ sở của nhân quả chúng ta hiểu rõ rồi chúng ta cũng hy vọng đại chúng xã hội hiểu rõ nhất định phải đoạn ác tu thiện phật thường hay khuyên dạy chúng ta tích lũy công đức trong kinh thập thiện nghiệp đạo nói rất hay khuyên dạy chúng ta ngày đêm thường niệm thiện pháp tư duy thiện pháp quan sát thiện pháp không cho phép mảy may bất thiện xen tạp đây chính là chỉ ư chí thiện ở trong lý tưởng của nhà nho Thực sự tâm thiện hạnh thiện thì tai nạn sẽ không còn đây đích thực là giải quyết vấn đề từ căn bản chữa trị là từ trên cành trên lá căn bản là từ trên tâm địa chuyển ác thành thiện chuyển mê thành ngộ phải đem ý niệm tự tư tự lợi ý niệm cầu danh vọng lợi dưỡng ý niệm ham muốn hưởng thụ ngũ dục lục trần đoạn sạch những thứ này chắc chắn không phải là sự việc tốt tham sân si sẽ chiêu đến biết bao nhiêu tai họa mà bạn không sao ngờ đến cho nên phật gọi là tam độc phiền não Tất cả mọi mầm độc đều sanh ra từ đây. Ở trong nội tâm chúng ta, đem tam độc tham sân si nhổ sạch thì mầm độc bên ngoài sẽ không còn. Lời nói này, người khoa học, khoa học không tin, người học Phật chúng ta tin sâu không nghi. Cần phải đem căn bản phiền não buông bỏ Thì tâm hoan hỷ mới có thể thường luôn sanh khởi Học nhi thời tập chi Chúng ta ngày nay học thập thiện nghiệp đạo Thời tập là từng giây từng phút đem thập thiện nghiệp Thực tiễn vào trong đời sống chúng ta Chính là thời tập Cái tâm hoan hỷ này Liền có thể sinh khởi được Tâm lượng rộng lớn Từ bi hỷ xạ Đối đãi tất cả chúng sanh Không chỉ là chúng sanh hữu tình mà chúng sanh vô tình cũng bao gồm ở trong đó. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết. Chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A-di-đà Phật. Cần gì? viên cư sĩ vòng tay cư sĩ vòng tay cư sĩ a Còn, gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cú khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật